chương trình xa đại học lại đó là chuyên khoa mẹ của em, và cũng là chuyên khoa kiến thức, cũng là cái môn học của cái chuyên khoa ngoại, chuyên khoa hai. Và thật sự ra nó cũng có phân biệt là sản khoa học, cái này kia là kiểu là tốt tiên. Nhưng mà quan trọng là cái tổ năm năm nay cho phép người đầy ra làm sao thì nói, còn trọng trọng thì sao thì nói. Tức là cái gì mới hơn so với cái tay năm năm mười năm. Nghe, là ta nói về để cho em có cái gì tôi lại cái chương trình sao này. Vì lẽ đó cho nên là qua bài này cũng sẽ muốn nói cho em hiểu rõ là cái tình hình mà liên quan đến cái trình độ của em sao đại học hỏi là em sẽ nói được là cái này chú ý là cái này chú ý này chú ý kia, nghĩa là ôn lại cái giấy cơ bản của người thầy thuốc ngoại khoa nha. Thì người ta sẽ coi em sao đại học á, giờ sẽ chỉ anh đi qua hai tiến sĩ anh thạc sĩ đại học á, thì ta cũng nghe là anh em sao đại học sáng thì nhưng mà có trình độ về cái ngoại chung, có trình độ về cái gì đánh giá hay loại những cái chuyện mà tại mình nha. Thật ra là hôm nay tôi đừng lại em nghe như này thì tôi trước là hưng là có cuộc hướng dẫn như này rồi đâu, thứ ba nha. Thật ra ý tôi nói rằng anh em sẽ gặp biết cho ký sau, nhưng mà trước mắt là để làm sao anh nói ra anh em sinh viên á, người ta cũng thấy ý luôn. Thì là ý cũng nói là anh em sau đại học ấy, có trình độ hơn anh em kia một cái đầu, là cái gì mà anh em thắc mắc, cái gì anh em ngại cứ hỏi nghe. Ý cũng là nói qua không cần phải coi là đại học tất nghĩa đó, nhưng mà không xác định là chi li cái gì bao nhiêu phần bao nhiêu phần, hay là cần cái yếu tố nào tiêu chuẩn nào để mình định nghĩa nói nghe. Vậy thì cô đã xíu nghe, tức là cái bài thuật ngữ kết tương ngữ nếu rõ thì cô không, anh em nó chỉ biết là hành nghề thôi, còn riêng anh em nó là sao đại học mang chất chất nguy một xíu như là anh em sáu năm học chất nguy vậy đó nha. Vậy thì kết tương ngữ nghe chia làm hai loại, cái gọi là kết tương chính phân loại là ở vết thương, trong vết thương á chia làm thương ở ngoài là thầm được vỡ thương, xuyên không là thấu đường, thấu đường nha. Trong cái thấu đường á là chia làm thở và kính, còn trong tất cả cái thương từ đầu tới cái chân hệ vết thương là thở nha. Nói rất rõ sở dĩ chỉ kính chỉ thở này, tức là chữ thở xíu thì chết. Anh em nhớ lại một chút xíu về sinh lý nha, bởi vì cái gì phương pháp của mình á là qua giờ được, và thành được là các cơ hô hấp và các cơ hô hấp mình á cơ lớn bé rồi nha, cơ tổng rồi. Ngoài ra một cái cơ quan trọng nhất chiếm 85% hoạt động là cơ hoành. Nhớ nha, vậy thì lý do xuất ra mà cơ hoành nó không có mà là một chút cơ hoành là chắc chắn nó chết ở một lúc nào nó chết, nghĩa là không chấp nhận dùng cái lĩnh vực phụ dụ như mình mà không có cơ hoành, nghĩa là không có gì quá. Vậy thì ngoài phụ dụ là liên quan đến cơ hoành đó, hoặc là cái này hoặc là cái khác nghe. Và để đó một xíu vì đã nói cho nên tối của người có thương là còn bị hò cái tà ở đó con thương bên ngoài chút nữa cái con khí áp lực ăn bên ngoài tràn vô áp lực cái áp lực kêu bên ngoài tràn vô ăn chiếm khiến cho con người đẩy được gì cái gọi là tràn khí mà khổ lượng nặng và như bị lắm lưng hết chết nha. Rồi trả lại sau khi xuất hiện hết chết chúng ta nói nhẹ nhàng hãy học sinh lý mình học còn có hành học hay hiểu á, là ý tôi muốn truyền đạt cho anh em cái kia là anh em nên nghĩ xa thì trước nghĩ sâu nhắc anh em để mà hiểu cách chính thức cách chính nghĩa nha. Đối với cái sự thật của mặt báo lớn của cuộc sống hết á, nó hết sức là quan trọng nha. Chỉ cần quấn bạn hay là lắc lư thì cái phản ứng cụ thể là ngưng tim, là ngưng tim. Anh em nhớ nghe, đây là cái phản xạ nghe, giúp được em thêm nữa để tiết treo cổ, để treo cổ cho tự tử đó. Không phải mà nó đeo lên mà khi mà treo cổ mà như vậy thì chết đó, không phải đâu. Anh em chỉ
nhưng mà một cái tổng thể tôi phải nói đây là dĩ nhiên em là thành phần của mình, và chúng ta có một kiến thức liên quan đó, tôi nói rằng là anh em sẽ hiểu à, tại chính anh em hiểu anh em mới trả lời cho những trường hợp thấp đi. Vậy thì cần cộng với tiền thì cộng với kèm kèm cộng với nhà chi gai thôi nhỏ thôi, nên nhớ nè, có cái số em từ từ hiểu à, gặp cái đúng cái chiếc xe đó tức là xoan gặp đương tiêu rốt rồi cái đó là tiêu chuẩn của nói em hiểu nè, hiểu gì không? Vậy thì một bên chơi là treo cổ tốt nhà án hạn hay là từ từ hoàn toàn khác, nghĩa là người cũ bắt nghe xuống cởi đương nhiên ấy là cái buồn xem có tiêu ra buồn ra con hay không, còn người nước tỉnh có bắt đầu đó hay không thì ta tìm ra được cái đó thì người được là nghĩ đến án hạn hay nghĩ đến từ từ nghe là nói về đây em hiểu rằng cái hệ giao cảm có giao cảm của mình á nó rất sâu lắm, nó sâu lắm thì nhà đó dĩ nhiên em học thành là lâu hết rồi thì kia đó em xử lý là số một, nhưng bây giờ nó lại ôn lại mà ôn lại được tiếp theo vậy thì chỉ hở chỉ kính này nó mang cái ý nghĩa đó lắm nghe nhưng mang cái ý nghĩa đó, còn trong ta thương người ta thích nhất để cho những thuật ngữ được có một sầu hình ảnh ngoại xã hội nói sao đó. Vậy thì tổn thương là một lúc mà nghe là tổn thương ở vùng của cơ thể đó thì gọi là dùng danh từ nghe cái là danh từ mà danh từ đặt ra đặt tên thì cái ghế và cái ba chiếc cũ biết không à, nhớ là nghe là tất cả những quan bản sau này cái gì đấy ta tự nghĩa lại tự nghĩa để cho em không có lờ mờ là sử dụng đúng hay sai nha. Bởi vì tổn thương cái đó là tổn thương cùng một lúc xảy ra cùng cơ thể quá tính chất sinh lý giống nhau, ví dụ chấn ngực bị sưng sờ tràn khí bằng phổi tràn máu bằng phổi gãy cả cái tim luôn thì vậy là chết rồi. Để cho anh em ghi chữ tổn thương kết hợp hai cái gì gì đó thì người khác sau tiếp tục với người khác là đa lý thì người khác rồi cái đó đúng rồi. Tôi nói anh em có cái ý nghĩa không, cái này là những cái khẳng định với nhau để người trước thì sau giúp cho cái anh em yên quan có đồng một ngôn ngữ chứ không phải ai nói cái từ mà ai cũng hiểu sai hiểu không phải à. Cái này là cái mà muốn truyền đạt với nhau thôi thì tốt nhất đó. Cái thứ hai là tổn thương phối hợp là nhiều vùng khác nhau bị thương, ví dụ chúng ta sơ não vẫn không phải chạy nát cản chân xương cản chân tức là liên quan đến chứng tinh chính hình, liên quan đến ngoại phỏng quá, liên quan đến ngoại thần kinh của bên coi đây là dùng cái tổn kết hợp kể 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 ra giáo đi sau đó thấy kể ra ok tiếp nữa họ tìm cho ra cái khác nữa mà có được như vậy đó anh em cũng sức họ làm tốt mình mới gì được luôn và những cái trường hợp của mình thì mình ở đây còn cái mà mình nói này thì thấy là thật ra chuyên khoa họ sẽ kết hợp với mình. Anh em nhớ nha, đây là trường hợp mà bỏng do những cao thế nha, nhớ bởi vì tâm lý của mình tự nhiên tới mình cái chuyện cơ bản trước là về giả sử họ mà nó rộng lớn quá thành ra là nó sẽ chết à đưa tặng cái quả nước bệnh nhân chết rồi á chụp nước chết rồi á tặng cái quả nước xong cái quả nước là nó rộng quá có thể làm được ở đây relaxing nhớ như mẹ hồi xưa họ không làm relaxing ra trên cái này là da xuống tới đây này một cơ để đi thì cái sinh relaxing không thể là nghĩa là biến từ cái thở thành cái từng kính trước mắt của người thầy thuốc phải qua đó là không làm được một cái làm này cho mình. Vậy thì nói sơ về những cái thương tổn những cái người liên quan nhất thì ở Mỹ ấy, này là 2016 ở Mỹ ấy, mỗi năm có 16,000 chết từ cái người nghe trong đó gần 100,000 do tai nạn giao thông mà 50% liên quan đến cái người liên quan đến việc là chấn thần kinh và đồng thời có những cái suy hô hấp nghe thiếu oxy trong một phút nhân sẽ não và nguy chết luôn. Vậy thì 1/4 tử vong đó là liên quan tới rối loạn tiêu hóa, cái rối loạn tiêu hóa và đây là cái và liên quan tới cái thần kinh của mình cần hiểu rằng nó phải tập quan trọng đó. Vậy thì những nguyên nhân như là tai nạn giao thông tái cao của mấy người nó xây dựng nhưng mà hay là đánh lộn số tiền rất ít còn với thần kinh
giao ra chiếm đại đa số. Dĩ nhiên giữa chấn thương với tương hai cái cách nhau phân xa cái gấp 8 lần chấn thương kính cái với thường là chỉ có một phần thôi nhẹ, nhưng mà răng cơ của Việt Nam mình hoặc là tình hình giao ra nhẹ của những người ta ở cái trình độ nói rõ ràng là thấp hơn chiều nào muốn và tóc ở đi anh em mình dễ gặp nào, nhưng bây giờ nói chuyện xong nhé, có thể là có gì ta là thù biến của ta thành bạn qua thù anh em cái giao tài sản của cái bà bạn chiếu là cái nói là giao ra chiếm đại đa số của mình cùng bà bán ngày nay chúng ta là muốn thời bình biết nha. Vậy thì những thứ tổ là chúng ta đang sẽ thì gặp được tiếp nghĩ sự sự nghĩ sự chưa là hai loại là nghĩ sự linh hồn và nghĩ sự có cái mạng sự di động và năng lượng mạng sự di động làm sao hiểu ngày nay khi mà chúng ta đang làm sao nha về máu phổi về khí phổi giúp cho linh hồn. Vậy thì ba tư đó chỉ cần xử lý đơn giản chỉ cần có kiến thức là mình có thể cứu sống. Chỉ còn bốn phần tư đó đầu đạt có những lưu là một kết quả cơ là nói cho mình hiểu để được chết nha. Vậy thì ở trên người hơn 80% trường hợp chỉ cần làm được cấp cứu như khai thông khí đạo vân vân trước một cái chân những người đó phải biết là nhân sẽ nặng thêm nặng lên khi mà tình trạng bắt đầu hay là không tình hình nha. Vậy thì nếu như không tình rồi thì khác bị tránh tầm soát và cái thương tổn bên trong để mà ở sau là sẽ biết tiếp em ha. Vậy thì anh em nhớ nha, dĩ nhiên trong này có một số anh em rất là giỏi về hồi sức nha, nhớ mà nhớ hồi sức hồi xưa gọi là ICU thì hồi sức rất là chú động bộ y tế thì đúng mà chỉ là nó làm có lý ấy, nhưng mà mình bộ mình phải tao làm đúng rồi. Còn cái cấp cứu thì gọi là hồi sức cấp cứu thật nghe nói có thể mình nhớ lại danh từ ABCDD hoàn toàn khác với hồi sức hồi pha hồi sức cái này là hồi sức ngoại khoa nha. Đăng ký E đúng L là chủ đạo phòng ngừa những hậu tổn thương của xương cổ gây ra xương hấp nhớ là xương cổ thì là sẽ gây ra những tình huống là xương đỉnh Lorenz tức là làm cho ngưng thở và tim không đập nghe ra cái đường này là cái đường quan trọng xương cổ B là cái tim tức là dưới từng cái phần gọi là thông thoáng trên nó đến dưới là cái phần đường thở cái đường hô hấp nghe thấy là máu phổi ép phổi lại là ký phổi ép phổi lại bất cứ lý do gì mà 1/3 cũng như mô một bên phổi đó mà bị kẹt không còn hoạt động nữa thì siêu hấp sẽ xảy ra. Vì siêu hấp xảy ra là xảy ra đối với những trường hợp dưới đây bệnh sản và các khối thở các nhanh nông sự đáp ứng lại thì quá là khi máu động mạch thay đổi nha. Năm nay tôi cho em có cái cơ hội ôn lại một chút nha. Thì để nói trên trong những trường hợp đó hai tiêu chuẩn đó bấm sàn hoặc là chậm bấm sàn như là khi máu động mạch cho phép thở nghe thành ra bên ngoài mình sáng mình như vậy chúng ta chỉ có thở nhẹ giờ xin em xuống thấy rõ ràng cái em làm khó của mình thấy không có bác sĩ chuyên khoa đó ở cấp cứu này phải được mình biết được cũng được làm đi là đúng cho nên mình sai còn lắng nghe không phải chuyện nữa thì mình biết bài C cardiac circulation tức là trong cái phòng nhẹ tim mà ghi là các cái đứa trẻ gặp các cái đại máu bằng tim mà nghe hai cái khác nhau cái đại máu thì có máu bằng tim trong phần tim nhưng mà chưa ghi đẹp tổng thất thì gọi là đại máu bằng tim và khi có đẹp đẹp thì là tăng cường nát tức là kẹt nghẽn tim đó nghĩa là cái đầu đầu động đó nhìn sự tử vong vì lẽ đó trong đầu cầm máu đi bảo đảm tốt cái đường hoàn đến cơ thể đến trong thân đến toàn cơ thể của mình đi để disability đối với họ khẩn cấp ở ngoài chúng ta ngoài ngoài hiện trường á mà khi thấy đó là chết thì ta mới đặt những cái lá cờ đối với người cấp cứu hàng ngoài nha. Cho đi em dán em nói dán cái đèn và để trong đó là mình bác sĩ gì đó dán cái đèn là coi như xong đi sơ cứu những người khác đi để lại đây nói chuyện như thế không những cái bọn hàng ngoài cấp cứu hàng ngoài thì ta làm vậy đó chứ không phải là đấy là ra là nói cái chuyện mà rồi mà có chuyện mà cấp cứu có giờ rảy nên nói là giờ rảy gì như là cấp cứu vậy là cấp cứu sao nên vô giờ rảy được đấy
nó giống như cái chợ vậy, đẩy cái đẩy thế mà thành ra là chính vì đó rồi thì ta mới quyết định làm cái này nè. Anh xuống một cái và anh thấy cái gì mà anh gọi là ưu tiên một anh dán từ lá cờ đậm sẫm thảm màu tới lá cờ lá đen, mà thì cái đen nó có yếu tố thì tại khác và dán cái gì đó là mình định quan là xử lý sao, cái là xử lý trước chắc chắn thì xảy ra ra là nói để anh em thấy và sơn cứu hàng hoạt cấp cứu hàng hoạt nha. Cái sắc cùng là trước khi bỏ ra đi khá là bình tĩnh cởi hết để không thể bỏ sót cái gì nữa mà lẽ ra cái xấu thì là nghĩ định là chết nha. Là nói cho chúng mình cái gì đó, đây là cái đối tượng cấu định của mình của thương hộ tình cảm của mình nha. Con dao thế này đó là cái này là cái mà mình làm người ta hạn chế tối đa con dao của mình đạt được cái bén sở hữu thế thì cái gì sẽ xảy ra của mình da mình kéo nha. Bây giờ nói cho nghe về những cái gọi là sơ đồ để mình học nha, để mình chú ý hệ thống hóa cái kiến thức mình chỉ biết chi li chi sâu nhưng mà hệ thống hóa thứ nhất không bị sườn nha, bị sườn. Cái hai là mình làm kiến bằng phổi bình thường hai lá phổi đầy lá vàng đầy lá lá tạ trường lên nhau bằng cái kích thước khoảng 5-10 mm. Nhưng nếu mà lọ mà có khí tràn qua đây thì hai cái mảng tập này, cái khoang này bây giờ từ cái gọi là khoang não bây giờ là khoang thận nhẹ tương tự là máu phổ chúng ta đây nó không có xuất hiện trong cơ thể. Mình nhớ nghe mình nói cho riêng mình em gọi là kiến thức sao nhau hàng ngày đấy dạ chứ được cái là lá thành xúc tiết lá thành thuộc u phổi hay viêm phổi thì lá tạng hay đó xúc tiết lá thành là cái đường trao đổi gần như hàng ngày là bình thường vì một lý do gì đó ăn xúc tiết nhiều quá ăn thu kém đi sẽ gây ra cái bệnh mà phổi chứ nói là bảo phổi anh nha nó bị sinh lý bình thường của cái phổi và người ăn để nó thấy là một khu vực khác để bên đi đấy là em hiểu hết cái gì hiểu ha hiểu được cái này thì anh em hiểu rằng là có những lọ bệnh nhân em bé hay người lớn chỉ có cái cảm ứng nha kinh bạn ho vào cái người cái xoa xoa cái bụng lên nha nói là a lê thì có cần gì mà hỏi đây viết lên tơ mà nó là nhân viên sinh viên khóa nó sẽ 24-48 giờ mấy hai giờ hết nhiều khi chưa bằng tim hay có thể bằng tim nhiều người rất là quan tiếp là những bác sĩ mà người ta cũng nhớ là ô lại về sinh lý là nấu quản thơ chết là con tôi có bị rằng con nước nó không tiên rồi ơi con nước nó bỏ rồi phải cái lò khoáng hạ hết nó bỏ 72 giờ chỉ siêu vi mà nhưng nếu mỗi nhiễm của trẻ thức nữa là nói về đây là em thấy rõ ràng là nó liên quan chặt chẽ trong kiến thức làm nghệ đi của bên em mình nha. Cái thứ nữa là có thứ do gì mà tâm cũng buồn tim hay là chảy máu cơn tim gây ra những nghĩ ra chảy máu thành ra chỉ nói là tràn máu mà ngoài tim nhưng khi mà chiếc tràn máu này ép không cho nó hết bốc máu thì bấm máu bấm xuống máu thì lên phổi hay là thì là một hình tái tải nha. Lúc đó cái đường là tâm lành tâm ô là cái đồ có dấu chứ không tâm có dấu tâm ô tâm lành là hiện tượng nhẹ tim tâm. Nên nhớ anh em biết sự này biết tự nhiên thấy thấy mình học thấy rõ ràng cái sinh lý đó thấy dĩ nhiên tự nhiên của mình biết trước của mình nha. Và đang nói về còn trong tất cả các phương kính được rất nhiều thì cái quan gốc này xuất tiết cái quan nhánh cũng xuất tiết chính xuất tiết mới gây ra cái tình trạng sẹp phân phổi sẹp tùy phổi hay là sẹp bộ phận phổi nói là nhớ nha chứ không phải là ở đây cái chụp hình tự nhiên cái xoay thẳng thì cái bạn nó kéo lên như này mà đây nó phát xóa giống như là đặc trưng một mẫu vậy đó có chừng với thầy thuốc mình thì bị âm thẳng nha sẽ khổ mà nếu sẽ khổ thì nếu mà không có điều kiện gặp ở trước ơ lê hay là
cái gọi là cái ống hút, cái phế quản nó đại ra hết cái thứ động đại phổi hở. Nhưng nếu có điều kiện, nếu có điều kiện thì cái nào động xoay cái phế quản giúp mình em già tương đối với tuổi ho hay người ta cũng thiếu người ta ở đây là phế quản không động xoay cái phế quản ý tôi muốn kể lại câu chuyện những ngày thứ bảy thứ bảy á, đàn anh uống được lớn, không phải tốt nghiệp tại miền Nam mình, là tốt nghiệp tại chỗ khác về đại khái bên ngay sau một khi là cái quạt mà bộ cũng mà chuẩn định ra thì trên cái bút đen nghĩ lên nghĩ là sáng kiến mà phổi cái quạt lấy lời hôm nay anh ông kia đàn anh rồi. Ê mày, mày đi với người ta. Ê mày, ê em. Cái mày đi làm đi chứ. Không. Yêu cầu một trận ngọc, một trận ngọc với cái ông hô hấp của giờ đấy là ta. Ngọc, mày mát cái này. Cũng ICU mà, tổ chức mà. Đạt xuống, rút cho tao. Ông là tiền. Được không? Thì ông kia ông ấy, xuống ông giận rồi đấy. Ông kia bị đặt của bán, nghĩa là anh kịp nở rồi. Đang thân nở, đặt cái tiếng mỗi trong nở. Cái tiếng ở đó không nào? Tôi nói, thầy nói những cái đó là anh hiểu được cái tiếng gì không? Trong cái loại này, trong tiếng sự tiết tạm lại bị phát. Thậm chí có những loại, những ông già trên 80 tuổi phải hút đi cũng phải 2-3 lần trước khi trong chúng ra viện này, mặc dù chấn thương chung thôi. Không có tổn thương gì hết. Nói về tôi thấy rằng là mình phải hiểu được những nét của anh em cái gì đúng, cái gì sai, cái gì lạc. Nghe bây giờ nói đến thức nghe hãy nói là cả sinh lý rồi mình cũng sẽ ra ta là mình đã dễ dàng hồi xưa anh em còn nhớ những người em cao tuổi miền Tây cùng với anh em tôi đi học mà đi học á hồi xưa đấy muốn chẩn đoán gãy nha này là dự định 2000 1930 1935 1937 đúng đâu nha thì dạy ngay cả cái ông thầy mình bắt mà ông hiệu trưởng đầu tiên của trường đại học y khoa Việt Nam là ông Nhật Sang nghe cái đó là dạ tức là một khi muốn biết được rằng người lại có nghĩ sinh sự hay không thì ê lúc đó là những cái quan tại các cuốn học cái quan được tại giường thì ấn nghe đừng đẩy đâu ấn là ấn được cái sao đó nghe tao có nghe mà nghe cái lão xạo nữa nè bể xương sườn rồi ngày này cấp à anh làm đó là ghi làm sốc nghĩa là cái bột này đây nha quá là anh nhớ nghe trong kinh sinh sườn này trước là 80 sinh ức phải sao là 4.000 một sốc muốn biết nghĩ không anh em sinh sườn này giống như bữa không chậu của chính thành học là nói là thế nè em này cái em tao lắm sẽ ra đi lắm em này là đây cậy đi đây ngày nay là bởi vì bột sinh sườn gãy là mất tương đương với 200 ml máu thôi nhưng mà nó ép đây là mất mình bên trong tức là vô tình anh tham gia cái việc này xong để nó nói về đây xem hiểu nghe đây tôi nói xong mà nếu anh là quyết định chết thì như khác của ta đây anh em tôi còn một cái kết quả nên các bạn cũng phải chung với người đó chứ không phải là sao có nghĩa là thầy mình đỏ mấy em mình với nhau không phải là ngày mai là ngày hoàn toàn khác này thành ra thấy cái tài năng kiến thức mình ra là nhiều biến thì coi biến thì học thậm chí được không theo luôn cái gì em hay được học nha rồi đã là chút xíu nha không chơi cái này à nghe không chơi cái này phải đánh giá còn cái bên trong cái chuyện nghĩ thực sự không có gì hết nhưng nó cho nghĩa là mình sẽ theo dõi cái gì ví dụ cứ dùng 1-2-3 là nó chỉ ở phía sau xương vai phía trước là xương đòn và xương cánh tay yên xương này tất nhiên nghĩ là mà nghĩ được cứ là 1 hoặc 2 hoặc 3 coi gì các bạn bạn không lớn cái đầu quay là một chủ nhưng mà số tên là có cái nó tiền đâu 3 ngày sau nhớ nghe cái thành mạch máu đó được nuôi dưỡng là vasa nhớ là mạch máu nuôi mạch chính mạch máu xoay nuôi ngược lại thành cái thành mạch máu
vì lẽ đó khi một khi nó đẩy cái sườn cái này và nó giật cái chỗ đó thì 3 ngày sau tức là 42 ngày sau cái nguyên cơ chỗ đó tàu bị hoại tử phát phục rồi. Và nhớ là phục động mạch, động mạch gọi là quay động mạch chủ hay động mạch chủ hay là động tên, không phải anh mở ra khô à, không phải người mở ra mà anh phải chờ tới tuần hoàn ngoài cơ thể đi bằng cái đường mạch lên hai cái ống rồi đưa lên anh mới mở được ra ba cái khô, chứ không phải là người động vào đâu nha. Nghĩa là có thể là khi bệnh nhân bị tổn thương gãy xương sườn 1, 2, 3 thì người thầy thuốc phải hiểu rằng đơn vị của mình nhất có tuần hoàn ngoài cơ thể không, không có chuyển đi chỗ nào mà người ta mổ được dưới sự tham gia của tuần hoàn ngoài cơ thể hay là tim phổi nhân tạo. Nói cho em hiểu ý nghĩa không? Hiểu cái hết ý nghĩa là không phải là gãy gì mà đè chờ đâu, không phải à? Thả lên chuyển đi đi. Người thầy thuốc hay không hay khi có dụng cụ có đồ chơi để biết chuyển đúng chỗ cái này đã xong mà mình cũng hãnh diện ra tham gia ở đời cứu sống của một người nha. Đại số họ là nghỉ từ 10, từ 4 đến 10, 4 năm sau 7 đến 10. Nhưng nghỉ này thế nào có rất nhiều giảm hộ, thế nào có rất nhiều xuất tiết kiếm phế quản như là tạm nạn này đó, nó ra ra từ 4 ra đó là ra. Những trường hợp từ 4 người hay gọi giảm hộ hay gọi là tạm nạn và là cái đó là cái công việc làm của anh em phải được được hãy giúp đỡ anh em phải của mình đơn giản thôi. Với nó dùng độ 12 nên nhớ ra là sự tác động tiếp tục một đầu nó liên kết với cái cuốn ngang của đầu liên kết vào tự do chúng ta nghĩ nữa nhưng nó nghĩ được phải mà phải chỉ có khỏe nặng của bạn thì anh em đi mới được tổn thương từ số 11, 12 bên phải chấm theo dõi tổn thương thận phải chấm theo dõi tổn thương ngang phải sau gặp y tế đề nghị theo dõi tại vì tana thì là bệnh nhân mà vỡ thì là sẽ có là sốc chấn thương sẽ là có dấu hiệu mất máu theo dõi siêu âm ngày nay thì cho đủ bạn nha theo dõi siêu âm 1 tiếng hồ xem có cái lượng dịch nó tăng lên hay không theo dõi mạch gas 3 tiếng hồ theo dõi các bạn anh em nghĩ kỹ tôi nói về cái này là hiểu nó đó là cái gì rắn lách thận anh em hiểu cách đây 10 năm tụng đó là cắt lần tụng thận nha cắt thận tụng gan khâu gan như mình chặt đá cắt gan ngày nay mà còn khác Việt Nam mình tập về phần người sức người ngày nay chẳng hạn tàn diễn là rộng cái bộ á rộng mấy một chờ anh đạt như là gan thận tự do bảo tồn tối nha. Ngày xưa bảo tồn là chỉ bảo tồn đối với những đứa trẻ dưới 12 tuổi người ta chỉ sợ là sau này bị ngã thì nó rơi vào tình trạng giả sử là bị siêu vi sáng ngày sau nó rơi vào thì cũng biết cho bộ nhiều người ta sợ đó ngày nay đối với người lớn mà truyền máu nhiều hay là phải cắt đó thì cái bệnh lý huyết học ở phía sau đó mấy chục năm còn lại thì cuộc đời họ sẽ xuất hiện không ít gì tại vì tôi nghĩ rằng là ngày nay nền liên quan mình ngang tầm và bây giờ chớ phải là muốn làm sao làm nha cái gì bị gãy sườn nha đó phải cái chung nha cái gì bị gãy sườn hồi xưa anh em còn nhớ thì họ đó băng gọi là băng keo thun lợp nhà nhớ không cứ gãy trên gãy sau lưng 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 thân nhân bệnh nhân trọc thì ở vì ông bác sĩ không hay gì hết hay gì đó không băng thì mà ba tôi ở khỏe mà ba nhờ ông bác sĩ nhân tăng thì tôi khỏe thì bác sĩ là xuống cà xong ra thì ra vẫn mừng đó chết anh chơi cái xứ nóng này nè anh chơi băng một nhà là dày nhiều đó tiến bản thân cái vùng da sự thiếu máu dễ lại cái nguy cơ thành ra nội phỏng đốt phỏng cái ten này nhiều hơn cái này chúng tôi cũng sẽ coi được nghĩa là hạn chế là mình đau hoài không dám thở mà không dám thở thì tự động chậm rãi nghĩa là còn lĩnh cái vòng lĩnh vẫn còn như chết nhanh hơn nhất là cái người già cái bà già lớn tuổi là đây chỗ này nha ngày nay tâm tư tôi còn nhớ những ngày tuổi trẻ nha tất cả mọi thứ tất cả tiêu bộ tiêu hoa thì cũng xin bảo nào xuống cấp cứu được không được hai bao cũng tiêu qua xuống cấp cứu và lên
thấy cái tình trạng bất tỉnh này chuyển lên và bắt đầu nhà và không trở ra đó. Nhưng không anh thì qua dĩ nhiên không ăn, không ăn cái cấm sinh thà thì qua vậy nữa sợ 4 năm kim thế hệ đi qua bớt đi đến hiểu tại sao mình sẽ cái chuyện này cấm anh cấm được tại vì chỉ xem hết anh có ở giúp thoải mái nếu mà anh chưa có xin chúng ta nói nghe để bị dập ổn thật xin giá trị của nó là cái gì nếu mình nói mình thấy chuyện mình làm đúng chứ không phải mình nhắm mắt ăn mình ngồi là thở lên xin không phải à cái thứ hai thì ba khu nó làm vẹt một nước nó bó được mà tức là nó cao hơn thì có tôn tạo đó nghe nghe thấy không nghe nói vậy thì xin chờ thì anh em nhớ chủ nhiên bây giờ quy định á kê ra biển thì xuống mấy mấy bên nghe trước bên mình không sao là để hành chánh hóa hành chánh hóa nhưng về mặt chuyên môn mình á nó là chuyên khoa để theo dõi giống như là nói với em á là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rồi 11, 12 à anh này nó hiểu được rồi bây giờ mình nói là xin đò nghe xin đò ha chỉ đò nó chia là nghỉ một ba trong một ba giữa một ngoài tám điều trong kiểu ngoài giữa ăn chịu với thằng nào á nhưng mà cũng may cũng đấy rồi ngày là nhảy cứ lợi thấy cơ hội đó là tiếp xúc thường nhiều tập xúc tập chân nhảy cái này không phải tổn thương nhiều nghỉ một ba trong lâm ra lên mình bây giờ có sự tiến tới là nó lớn hơn như thế này 1, 2, 3 cái này cái môn mày và chúng ta coi luôn tại chặt chặt liên quan đến cũng được không bài rồi và cho nó xứng trước ngày nay sứ đồ hồi xưa cũng khổ vậy nha nhưng ngày nay người ta chỉ sợ rằng sau khi em này mang ba lô đi chơi ba lô còn thì cái sự bỏ xác gì đó nó gây ra loét viêm nghĩa là gây ra những cái điều tốt thì tại sao không làm sớm để người ta đi ngày xưa cái này 10 năm và đó mẹ anh em còn nhớ bô leo cái gọi là cái giả thuyết của bô leo thì họ sẽ diễn qua lâu và em thì dạy anh ấy ở phòng nó đây tại vì đúng mà mới mới chứ thôi mà một gì á thì vô tình á mình này làm tốt đại khái vậy đó ngày nay bổ tu bổ càng sâu càng tốt bổ đưa nhân về cái tư duy được 100% càng tốt để cho hoạt động một càng tốt hơn anh ấy biết nghĩa nha thì rõ ràng là một cái điều quan trọng mới á chứ không phải như ngày xưa là mới bảo tồn nha rồi bộ ba mai nha nhớ nha bộ ba giữa bộ ba trong ngày nay thì người ta giả sử cho họ mà nếu mà trong lửa chờ đợi thì kết họ bằng cái băng số 8 băng cung với đường băng keo cho nó làm cho người ta họ nước phiền muộn nha băng keo cung nha số 8 nếu mà mới hôm xong rồi mà nó có điều kiện nó lấy hết hồi xưa nè ốc là mình dùng cái bản plus vis nha hiểu không đây là cái chuyện rất tốt ban cho thấy ra hiện tại còn lúc nãy cái điểm ăn rồi thì cái điểm nhưng mà nhớ là nha cơ bản không có thể là nó gây ra gia tăng của bản xương nếu như nó không đúng thì nó không tới được tốt nó giống như là vô xi măng của những con người già vì sẽ được sống với thoái hóa sống nữa nha nói về đây em hiểu phải hiểu rằng hiểu được thì thống nhất hiểu được là hiểu được người nhà mình biết cách xử lý nha đây là cái yêu cầu của bài giữa nha nè thì nói là thì quá xưa với cái này rồi nha thì là kỹ nha nhớ là 1, 2, 3, 4 chúng ta nha chúng ta 4, 5 nha 4, 5 chẳng hạn thì lấy cái này là phải cái tôi một xíu sản khoa mai giờ cái này biết được cái sao biết phải một tay khoa của người ta mình chạy nói ra được cái còn muốn thì còn thở khác những ngày không tới mình đã bậy nhưng mà mình quên nói để giúp cho cái đời người ta còn căng thái đi ba người nói nha các cậu ý hay ra cái chuyện mình cũng chạy nha hôm nay nói về kỹ sự tinh cầu nha bây giờ tới phản sự đầu tức là nghĩ mà nguyên mạng những nhà như thế mới gọi là mạng sự chỉ đầu nha vậy thì muốn xác định mạng sự chỉ đầu
không phải nhiễm qua nè, không phải nhiễm CT scan nè, mà nó nhiễm lâm sàng. Mở đèn sáng quanh hoặc là mở ánh sáng mặt trời nghe, phải là hiểu gì đấy để mà mình trình bày không? Tại vì là trong cái tài liệu PCR NG Mỹ 5.072.345 cũng sáu này thì đi quê qua nghĩa thằng Hải đầu tiên đi vào tương đương bên Mỹ để mà đi qua bên Mỹ là được quyền làm nghề hồi xưa bác sĩ của Việt Nam hay mà hồi xưa đi tài hẳn lắm cho nên đi cũng phải đem trời rồi đi là sao thì năm nay anh rất là muốn sinh hóa anh lưu bay và án các bạn khẩu đó chứ nào là anh lưu bay năm sau sinh hóa bay luôn tốt rồi đậu luôn mà rất luôn lại không giải phẫu là cái gì anh lưu bay hai năm tiếng pháp gọi là sortie class buổi này buổi học nữ là buổi học còn nam á rất là nặng ở đường sao tới tuổi này đi lính anh thấy này cái sự cái tình tiết khó vì lẽ đó cho nên không phải là một xíu mà nói cái gì đó trên mắm trên phú để cho mấy nhớ câu chuyện thì cái gọi là cái là cái gì sẽ anh suy đi cái bạn sư bác sĩ Mỹ ấy, thì nó ghi trong câu chẩn đó bác sĩ đầu là thứ nhất dựa trên sức khỏe thứ hai dựa trên gì đó gì loa gì đó siêu âm gì đó trong đó cũng đúng là dựa trên lâm sàng có hiện tượng hô hấp tạo hình cái đường tiêu thở ra khi thở ra cái quy mô sự đi lên thì cái ông mặt mạng sẽ vô chút thì tất cả ông sẽ giúp ra những vùng tiếp tục cho mấy đứa để nghe để chúng ta nhìn qua trên nha đấy thì x quang ngay cả cái đó là chỉ là tham khảo thôi nghe chỉ nói là nha là tôi nói cho em là cả đáy lòng tôi chưa phải nói mà chê em và biết là chê em không biết rồi và tại những cái này những cái pháp lý à nếu mà nói nó gì đâu mà nó đạt nên nhìn nó CT scan có chuyện à có chuyện là hố à và hố là đại giá là phải có những lời như này và phê bình là cái kia nha nói cho em biết trước dĩ nhiên khuyên em là sẽ tập ngược lại những kiến thức ngày nay cho phép chúng ta làm từng cái từ nào tôi nói là đáy lòng nha. Vậy thì một nhân gọi là mãn sinh đầu mà gọi là nắng nó phải có những tiên lượng chứ ai lên hàng nó bay được thứ nhất ngay ví dụ ở phía trước mình tên miệng mà vừa chỗ như vậy nhưng đã ra được gì đó bị mà thì là tức là bắt được đấy nghĩa là có liên quan đến tổn thương mà còn lớn hơn đó cũng tổn thương trọng dĩ nhiên ngoài cái mãn sinh đầu gọi là nắng là yếu tố thứ nhất cái thứ hai cái này là mãn sinh động trước bên nơi đây là cái tên mà cái cơ nó mỏng lắm trước bên mà trước bên đó cái biên độ di động là trên một phân rưỡi ngàn phân rưỡi dưới cái miệng nha và cái gọi là cái diện tích di động ở đường kính á là trên một tấc rưỡi ngàn cái điều đó chứng tỏ rằng phải là cái kinh mạch nhập phổi dưới tầng thành ra khi lượng tràn sẽ đi tới một cái chút xíu nói về cái nhập phổi của mình cái thứ ba là đốt sáng gì đâu thì cái trường hình ra những cái nãy nha thấy bờ một ba cái trường của một đốt phổi như nãy tôi nằm sẽ đứng nghe ra nếu một ba cái nhu mô phổi của bên của mình chắc sẽ đau như sinh phẩm vậy thì mình tiên lượng trước rằng là mình có máy thở đơn vị mình hay không hay là mình làm điều bệnh viện chứ có máy thở hay là chuyện gì đi cảnh phòng cái gì thở được mình có máy thở là sẽ tử vong nha vậy thì điểm mà sinh động là cái gì giảm đau của phòng phổi dập tức là thông thoáng khí đạo cho các cái đàn bà ngàn nha nha thứ hai là con thú chơi cái màng băng khung băng keo khung giống như băng lồng nhà này học chơi đó và mình nhất là cho mình những ho cả là đối với mình đã cho trên cái loại thuốc quan thảo và cho nước cá cá cũng sẽ lợi cho cái đó đánh của mọi thảo ra nha mình nói mình xin lỗi nha và bây giờ mình nghĩa đây là nghĩa mình có sơ đồ để mình nhớ mà nhiều xương sườn liên tiếp và nghĩ nhất là hai điểm trên cùng một sườn thì ở đó có học nhớ có nha tập là ok có thể xảy ra mà sinh động
Nhưng khi thi lâm sàng mà rõ ràng bắt đầu, tại vì anh nhớ là nha, cái xương mình tất cả các cơ da xương nó bám tốt lắm, tốt mà kể cả sự lớn sự bé luôn. Vì để đó cho nên là nếu mà rồi nó phải di động được á là nó cứng mấy cái chỗ là bám cái cơ cái cây đó chứ cái vừa nha. Ta nói về nó thuộc nặng của nó ta cỡ nào. Vì để đó cho nên khi nhìn thấy cái lâm sàng vô cái là ô nắp đảo ngược nói là Việt Nam này họ bắt đảo nghiêng cho người ta là chất lượng mã sử dụng mà ghi rõ à nghe à nói là mã sử dụng nha họ quá nhớ là cái bản đồ nghe thứ cái món thì họ mã sử dụng đó là khi hết mà lần giảm ra không ra để mà tăng mô tăng được tập để mà nâng cơ mô này mà nó kéo mình mạng của mình thấy đã về đâu rồi khi thở ra khi áp lực chưa lên một thải là ta động tác tự động tư lý lý mà nó đẩy này nghĩa là khi được đẩy với cái hô hấp của cái nhịp hô hấp thì gọi là có tạo lượng hay không tạo lượng anh nhớ nha bầu sơ cũng học lưu thông bài lưu pháp và bài lưu mỹ như vậy thì là nên đi ký thù hạ ký hết vô thì ký để qua rồi để lại nhớ ghi ra là siêu quá người ta đã biết bên 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 cú cú là dù bạc trong cơn bỏ ký thứ được và gọi thì gọi được thì kết cục cơn bỏ này không phải mà sự di động là bị ghi ra siêu hết đâu chưa kịp siêu hết á là các linh hết chết rồi cái phản xạ nó chạy ra cả ngay cái gọi là máu lớn chết nói ra là cái ý nghĩa của nó vì lẽ đó ngày xưa cái bác sĩ đi đầu thì anh đang nhớ đầu sao không ấy áo thun gì có sẵn á đẹp quá nó quấn anh con nó chạy về bệnh viện nó nào lớn á giờ đây trên cái đã đi vừa mai á vừa đúng rồi tức là làm sao cái mạng này nó di động luôn cả cái hệ thống động mình thôi là cũng là cái ở đó nghĩ vậy đấy rồi 15 năm nay thì nó được sai nghĩa là năm 1961 rồi 61 á thì cái ông Wood á với chứng minh trong thống kê hệ thống năng sinh động chỉ là cái con sinh tới 68% lên dưới trên 100% cao thành ra là đối với mặt sự động ta phải làm gì ta phải cho thở máy để mà bước nói nè thở máy là một tức cuối đường trong nói về tình hình nhớ nha cuối đường trong cứ đặt cái máy thở là còn lý bạc lâu quá 15 ngày thì là mở cái quả thả cái nồng quả ô để cho máy cứ thở thế á như xuống thì bị thở ra nhớ nè thở ra kiếm cho cái phổi á cái này là người nghe cái phổi nha đẩy mình lên đây là con cuốn tức là cái bộ đẩy cơ sản sử dụng theo để mà nó còn báo ngày cho biết làm xương hay công việc xuống hộ tức là một đường xương cuốn bằng thì phải hộ đủ 3 yếu tố nhất phải được bắt đầu nhớ không xương đẩy và xương vào để nhà tre khó là về mình làm cái bả thêm cái quớt cả quớt vô là phải cũng cần thiết anh cố định cho nó nhảy thì hai nhảy đây nó sẽ có hình tượng máu mà tiết ra tạo thành cái tai xương nghĩa là cái bộ ba cái sàn của bạn hoặc là mình số một như đó sẽ được khi nhảy nhớ cả con ta để mở mắt ra chào đời chúng ta khi chết là sinh sự khi chết là hoạt động đi rồi sinh sự mà nhảy á thì chúng ta cũng như nhảy đi nó làm các cái đường số hai đây chỉ có thể nói đây thì là chỉ có cái đường là đâu là trong đường số 2 là nó sụn mát rồi thành cốt giả thành cốt mát sau này đã nói về mình hiểu mình hay hiểu thì mình thấy chấp nhận nó và cái đó có sao còn ai không nói được nghe vậy thì trong cuốn đó không nghĩ là cuốn được đâu nhưng mà tới năm 61 á tất cả những sự kiện nguyên vũ lạnh tôi lại được lại tên tự nhiên cũng xích á chứ chỉ đầu á ai siêu á thì kết luận rằng không phải anh cho tự máy tức là cầu phủ giặt đó nghĩa là sống chứ không phải là trong hết đó nói này chính là
vậy thì sư sườn ngày nay người ta cũng không có cố định, tại vì ở ngoài thực hành rất là cứng và tu trong rộng rộng và là rất có ai làm và cũng không có ai làm cái chuyện là cái vất vả mà hiệu quả không có và cái chuyện đó là bỏ ngoài nha. Người ta chỉ ở ngoài khi tu tập và ở ngoài chính là một cầu khổ dòng, tức là người ta giảm cái tần suất và là cái chuyện này đúng không nha. Nói về họ hỏi là nãy giờ cũng lại là sư sườn nha, sư sườn cùng đại đồng là cái khoan hỏi có ba mức độ của đại đồng hỏi nha. Lợi ích tức là đoán nắm từ trước đến sau khoảng một cái gì đó được chứ khoảng 250 đến 300 cc nha. Thật ra lớn mất ấy gọi là trầm học của sư sườn khi trầm học sư sườn nha. Máu tăng lên từ bờ dưới của bộ ngoài tới bờ dưới và tên bộ ngoài của bộ dưới bộ ngoài thì khoảng này là khoảng là máu của chúng mình các ngày hôm bữa đó thì tương đương với mình mất 750 ml, nghĩa là ba đơn vị máu liền đó, nhiều máu đó. Và ngày xưa thì người dân đây để cho bác sĩ hồi sức đó, người ta biết mình bị bảo là để mà mất 3 đơn vị thì truyền 1 đơn vị máu, đó là được bảo là bao nhiêu nha. Nay là thì rất là có lần 1 đơn vị máu cộng 2 đơn vị truyền, trong đó có Tatiger hay là Hồng Salim là chủ vậy đó. Còn trên là này nữa là đầu xưa có chia rồi nha, và muốn có chia đó có đẹp nha. Thế thì đa số là ráng sợ những cầu gì để từng thêm đứng ngầu rồi mà ngầu là bao đồng chứ đứng trên đi xuống ai nha. Thì chụp rớt lên là sao ngày nay người ta cần chữa nữa nên cần chỉ siêu âm thôi nghe chúng ta cần siêu âm cho mình như là chính xác rất chính xác đưa ra cái chuyện mấy cái bỏ cả là chỉ tính tự động nghĩ là mất trong lần thứ này 2023 thì biết mình sẽ có chuyện thủ quyền ngày xưa thì mặc một phần ngày nay thì thành phẩm máu anh thiếu hoạt động quyền cầu là anh thiếu tiểu cầu tiểu cầu là mà anh bị sốc tức là cái loạn trong máu thì anh phải truyền huyết tương và huyết tương qua có xả bạn được nè. Tôi nói một vài cái này nhớ này nha, chứ phải nói khổ ba nha. Tất khi mà mình đi scan vậy thì chia là ba thể thể chính dùng trong cậu mình tức là ra máu xong thì nó hết. Nhưng mà giờ anh em nhớ là nghe mình là nhân chuyên khoa lẻ nghe, nhưng mà nói rất là hiểu á. Một khi chính ra cho nó nổi thì cái việc xúc tiết của lá thành dưới này xúc tiết là dưới là đó là cái loại mà nghe là nó thấy lượng máu anh mất cái 250 ml lên siêu âm à đừng tính đó. Phải tính mà ở cái giá trị 1/2 qua 1/3 là có cái tính còn như là xúc tiết và nhìn xúc tiết cũng là gì mà mình sẽ bổ phụ cho người ta bổ bụi máu bổ nhân cầu lên và hai cái tiêu chuẩn về bắt tá đi bộ hoặc là bắt tá đi hoặc là bắt răng cái thứ hai là nó có một tiết diện tức là trẻ mắt tiếp tục thì lúc đó hai chuyện xảy ra nếu mặt gác của mình đừng cái máy bị soi luôn cái đèn bị soi vô trong thấy nó bị chảy nó bị xẹo hoặc bị liếm kẹt hết hôm đó thấy ngày chúng tôi giờ đấy là biết rồi cả máu một tiết diện cứ để qua 2-3 cc và 3 tiếng rồi tiếp để là rút cái máu đủ ra em có thể giữ được nữa để lên mỗi lần tại là lần mỗi lần cắt trăm ngàn mà có nhỏ đi vô xử lý mà có nhỏ là chạy giống như cái đạn công thủ là cái đốt là trăm lô để đi tìm là một xe rất là đất rất là vô lý ngày nay giờ được coi làm được cái chuyện này nha. Nếu mà cái gì mà quét vô để lên mỗi lần nó lên chạy xử lý đó nha. Thứ ba là phần máu của trong chứ không em thêm mình biết thêm nha. Ra phải coi về chỉ cả lâm sàng để gọi nếu nhà ở đây thì biết luôn thôi nếu mà cái gì đó nó soi nếu cái gì mà bạn gác của ở đây phải là vẫn được phải phần máu
đây là máu phổi ha, là máu phổi nghĩa hiểu là sự tích, là máu phổi của mình nha. Cái này vô hình để nói là cái nghĩa là máu phổi thì tỷ lệ trên thành phần tiền nếu chúng ta làm nhiều đó là máu phổi nhiều nha. Với sự nhà rộng thì là cái khí quản bên này, khí quản đẩy những cái cung cấp đẩy những cung cấp nha. Đây là thiếu phổi đó, cũng ý nghĩa giống vậy nha, tức là cũng đẩy là cung cấp bên kia mà phổi nó rất sáng đó, là thiếu phổi đây nè ha. Thiếu phổi thì khí quản đây là cái này mô hình chuyển lưu, mô hình chuyển lưu nha. Đấy là như thế à, mình phải đến ở dưới đó mà nó không căn cứ từ ngủ ra nha, từ đằng trước hoặc từ đằng giữa chứ đừng làm sao sao khi thầm nhưng làm xuống là tốt, là tốt nhất là làm người đau. Cái thứ hai nữa là bất tắc chuyển lưu nha, nhớ phải hiểu cho em vì bác sĩ ra trường tâm sao sai còn không làm đúng đó nha, là sai thì sai được chọc luôn một mình lớn vốn nha. Là chuyển lưu ba điểm sao nhưng mặt giá không được để mở một trận để mình biết chúng ở phía dưới mở cái lát này để chuyển này mở ra mở ra khâu anh nói vậy cho thấy rằng là cái này cũng là chuyển lưu để mà em chịu phải là lại nãy em nhớ là món đâu mấy vụ kiện là món đâu là do giật nát cái hình kính là do nhiều cục lạ nha, bệnh máu cục xương vậy đó nha, quá chuyển lưu chạy quá lâu đặt đến thở để có thể qua ngày nay ngày nọ ngày thứ ba là lên rút bỏ đặt lại cái khác cái mặt rồi chúng ta chơi chơi mà lại nó không có bu hiểu không, hay là buông xuống buồn chết rồi nó làm đi ngược dòng chết rồi thì mỗi nó cần phải sự và xin cũng nhé nha. Rồi là nếu trường hợp vậy đó thì nhớ đặt nếu là còn nghi ngờ cứ camera cứ soi nè, cứ camera cứ quay nguyên nhân tại sao có tại mắt nghe nói cho em hiểu là bây giờ thì có nhiều cái chuyện để mình làm nha, hoặc là cho các sinh vật uống mà không uống thì cũng không uống hàng tháng được cũng dễ bị gây ra tâm táo. Anh em hình dung ra cái canh, cái canh chó, cái canh vịt, cái canh vịt nhớ không, tức là máu khổ ra mình nó có thể chết vậy là vậy để cái muối để cái món vậy là vậy tới khi mà thịt à càng và để rau ghé để là đổ cái máu nó ra thôi nó đông là cái đó đảm bảo của đông là có cái công thức giống vậy đó. Tiếng sau cũng học tiếng ra nghỉ 10 phút, tiếng thứ ba ra nghỉ 15 phút, tiếng lên thì luôn học xong rồi anh em hiểu lắm bởi vậy nó mệt rồi nghe người ta làm chuyện bạn này chưa ăn một tiếng họ mà còn nghe nhá đó chuẩn bị là nó học xong nha, là nhớ là nghe thì họ học sớm thì đưa đi nghe ra đưa đi ra đó nội soi luôn phút rốt ra không cần được thấy nữa nhưng mà để qua sẽ máu đông không là sơ hóa là khi protein ra xin cũng có cái chạy đi cơ cạc cái đó có chúng ta bác sĩ là may mà thấy giỏi thì soi tiếp tục làm cái hồi xưa là quá một ngày là mình đẩy tôi là ở một ngày cũng lắm đau lắm ở người cũng nặng lắm ở người cũng là một cái phẫu thuật mà gọi là nặng ấy cũng được nặng ấy là ba ngày nay tay đây là chỉ có bộ phận nội soi thôi nha. Rồi bây giờ nói lại nó hết còn hỏi ai còn nói thì ra thì nói được tên khu phổi nha, nói được khu phổi đây là hiểu chỉ là hai loại là da phổi nha, con chết chứ chết là giật nát như khu phổi là đó nhưng mà tất cả cấu trúc ở đó còn nguyên vẹn trong 6 giờ đầu nhớ nha, nhớ
nhưng mà sau là sao thì cái sự thiếu máu là bị khoái hóa đi. Em nhớ nè, này định nghĩa hay các bạn. Còn tụ máu của phổi là tự nhiên, mà máu đó còn là giao âm thì nó tự nhiên chảy thì là mình biết máu tụ hemato tụ máu hay máu tụ hai cái sinh vật định từ cái động từ cái nhà thế cái từ đó cái từ bị dịch từ vậy thì vào phổi đó, nó chính là tụ máu của phổi nhưng mà máu rất nhiều cái tụ máu của phổi còn tụ máu của phổi liên tiếp nhiều cái nó chính là vào phổi nghe nên nhớ nè rồi này nói là mình phải nhớ một bệnh nhân được X quang ra biết tụ máu thì là nó mờ chuyện đầu tiên cũng tiếp tục lại cho tạo xin 3 đến 5 phút nhưng nếu mà họ cho thở oxy mà liều cao thì nhớ lại nha không được quá 24 giờ tại sao vậy là cái sơ của mạch nhưng đó tim thở lại nhớ nè chỉ liên quan tới thành nhãn khoa nha vậy thì tại sao cho thở oxy nghe nhớ cái từ gọi là mạch tắc sinh lý trong phổi là có hai chức năng ở trước đó mình biết đem mình vui vậy đem mình vui vậy máu của mạch sau khi ở thất phải vô máu lên tôi bổ nhớ nè nó là động mạch phổi nên nhớ nè vậy là cái chắc đó thì động tới được nhưng mà sau đó thì nó buồn nó không thoát nè kiểu nó không có trâu một tí được sẽ dẹp rồi qua là trong máu cũng dẹp rồi thì khi bổ nó đẹp đó rồi thì nói các em hiểu biết gì không hiểu được thắng thế nha mới được à vậy thì tĩnh mạch lui không có tâm mà tới có từ đấy cho con người ta có những mạch tắc sinh lý nằm sẵn vậy thì khi mở tới luôn và khi không có được thì các mạch sinh lý to ra không hoạt động đưa tới nhân rõ ràng những hiệu quả tiến máu mà nghĩa là PaO2 trong mạch vành PaCO2 tăng lên thì đó cũng bắt đầu từ bóc sinh các em hiểu ý không nếu thượng đế mà cho là đồ không có những mạch tắc sinh lý trong phổi này thì khi động mạch tới lui phổi hoạt động nữa thì chỗ đó sẽ phù nề nhưng cơ phù phổi cấp cũng không nhờ đó mà loài người bị chấn thương chân không có chịu chết chỉ là không có chịu chịu nghe con thầy dạy câu hay lắm của chú chú á chú chú của các khán giả nó nói với tình hiểu nó là cái gì tại sao thở xin nghe khi mình phân biệt được họ mà xuyên mất cấp mà đó là thể là ở new respiratory distress syndrome tức là đại khái là suy hô hấp cấp lớn nhưng ngày nay là bỏ chứ lớn lớn nè bên đầu ba bỏ lớn và thành ra từ cứu không có từ new nữa nha và cái tiếng mạng sinh thành ra là gì vi phổi nhất chứ nhưng không mệt chủ đồ say này hỏi nè thích luôn chất thích đầy thì cái thức ăn mà có pH để về ba bốn thì chết cũng mất phải làm rồi hiệu ứng nhất định như là cái dòng phổi của mình lan tỏa rộng nặng 100% nhớ đó là mình chỉ có mình cố mình đẩy nè chỉ có 8 ca thôi mà cái vết tại chỗ á đuôi mê nè rồi cái nguyên tắc ở nên nhớ thì mình hỏi là cái miễn sức của mình sức lớn ấy, thì kỹ đó nhưng mà mình phải đứng một thể tập cơ rồi cái chất mỡ, cái chất gọi là mỡ anh em nhớ ăn mỡ tủy á, tủy á trong xương sống của heo hớt rột ăn tiếu tâm giang rồi đó nha thì mỡ đó có chạy ra và đứt một cái thịt mạch để mở lên chạy rồi chạy rồi chúng ta mở nó đi mà nó lại và anh em thì cái hàng sau là tâm sự nha ngày nay cái thuật ngữ xả đâu xả đâu ngày nay cái thuật viên tắc ối không có gì nữa thuộc gan cũng phải nè đây là điều mà trong bộ bốn năm nay nói viên tắc ối còn ăn xanh cứ bé xanh ra là rất cái thân của cung rất cơ thì cái ối á nó
cứu nó lên, cứ gọi là ấu lắm, chạy mình mở cái kem tim tạnh như tử cung, ngày này cũng không. Anh nhớ là cái trong bóng tối đó lượng protein rất cao, sạc ba mai rất cao, vì lẽ đó khi mà nước ối vô trong máu thì bệnh nhân cũng rơi vô sốc anaphylactic, chứ không phải là viêm tắc đâu, là viêm tắc đâu, mà là sốc do pháo hẹn hoàn toàn cái kia nghe hoàn cái kia nói như vậy thì khi mà phải sốc phản vệ hoàn toàn là cũng sáng lắm, cho nên nghe nói về tâm sự trước gì có mới cũng bàn anh em để lên có cơ hội sẽ gặp lại, chứ phải nói về là phép anh em để làm biết là bỏ qua nha. Đây là nhập khẩu, đây là thượng máu với cái dòng phổi là nó đi mà đại diện nha, hình ảnh này thì nói là quá hay nha, có là cái dòng phổi ha, tôi sẽ gặp cũng nhiều và trong vòng 6 giờ đầu đến rồi nha, 2-3 ngày cái cần để nó mở trong thì nha, nhớ là má mình bị giật nặng quá này, cái bọn thì nó sợ, đó là xuất tiết dịch kèm theo, vì giờ nó không phải là nặng đâu, nên mình thấy mình sợ. Rồi, té cao 14 mét, té cao không phải là chết à, nhưng mà lên giờ này thì thấy không có cái này thì anh có thể dòng phổi hoặc là tổng nói như cái phổi thì ngày đó thì lại có cái scan nghe xin dừng là sớm thánh mở cửa sổ như thánh cái một sọt đều nha, mở cửa sổ như một phổi thì để nằm trong sọt như một phổi thì có thể rất là tổng nói như một phổi lớn nha. À đây có một vài đấy thì mình sẽ biết ra là đổ mấy cái chỗ nào nó đang bị dài dài hết. Thật ra ngày xưa thì bác sứ là gặp thứ này xưa rồi mới được cái hai ái nên tôi có cơ hội mới được ăn như là mình sẽ làm bệnh nhân tử vong cao nha. Đây thì bác sẽ được bị dòng phổi nha, giảm đau nha, quan trọng là khi thở cho con làm nha thì đúng đủ ạ, thì tinh thể dùng tinh thể là gì, 5% của tinh thể và phát của tinh thể mà sẽ đưa sinh lệ thì hướng mà ở đây nếu mà cần thì tao có thể thêm lúc nào cũng chú ý tới các sinh vật còn còn nếu dùng còn biết thì trôi trong sơn chính á à đây dùng thai cái đầu sau đó xuống thai xuống thai anh em thấy cái xuống thai không hay dùng ngày sáng một ống trưa một ống chiều một ống hai ngày tiếp ngày thứ hai ngày thứ ba hai ngày ngày thứ ba sáng ống chiều ống hai ngày ngày thứ tư đó ngày 5, 6, 7 cuối cùng anh chơi và chú biết càng gì mà càng giảm có chỉ định chúng ta là chất ca mà chúng tôi còn ngủ trong khẩu sẽ nở và cái dụng vệ tính trước chúng ta cái dụng vệ có lợi dụng làm tổng nên thực vật anh em nam với câu chuyện của ông Quang Công ông bị gì lãng ông do đó ông hạng cái gì ra ở từ chỗ mà gọi là ở phía nam thì đốt anh chạy lên rồi nè thì con xong phải hơn không nhỉ cái ngày nè các bạn đó ngoài được nghe thì bạn đúng bạn luôn nha, nhớ là nha người ta bảo kê thế này cái tổn thương chính mình ở lại dài ngày với cái thực quản ta đây là đàn chơi chứ thì là nó cao hơn chứ đúng không, đúng thực quản đúng không cao hơn tại sao? Tại là cái khó khăn cái hỗ trợ mà hỗ trợ cho tới khi mà viêm mũi được hết thì là mỗi thứ số một để nhớ nha, ra đâu đó không cổ thể thì không cao nha, nói gì thì khoảng nha, nhưng ông được ông đi chơi đó, còn ở Việt Nam thì chỉ nhìn nghèo ăn cá xin cá rang, ăn cá rang còn ăn cá chốt thì sẽ khóc xương. Và cái này là còn ông ta còn lớn mà ông cũng là phụ nữ quê, chúng ta là phụ nữ quê, không là có làm gì có xương á kêu mấy đứa mà kêu mấy đứa nào đẻ được nhớ không? Đẻ được không? Thì theo ông ta sẽ cho mình còn nhiều lắm và cái này thì sao vậy? Con có đủ được không? Lên cũng đúng, 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 đ
chú thì chạy nó kéo xương nó tạo ra xương nên thầy thấy là nó hết đi xương quý nó xỉa vô trong đại tràng xỉa được như vậy nó xỉa được nó còn kia cái hang tiêu hóa nó sẽ cắt hang tiếp phần rớt ra xuống tiếp tục dưới nữa có phải chăng chính vì chỗ này chỗ đó mình biết mình thoái hóa mình biết là làm được mình biết đó là thần kinh muốn nhận ung thư tiêu hóa kể cả thực quản kể cả địa chỉ các đại nha làm cái chủ của đó bởi vì ngày nói thêm nha nói thêm nha trong cuốn quốc này cũng gọi là plan của oncology tức là dược lý lâm sàng của Mỹ anh nha cái quốc này mà quốc này 2002 nó có nói câu ở những xứ nghèo ăn uống mà không kiểm soát được thực phẩm đó ăn không tốt á thì ai mà theo ra được thì ngon không có không có gì theo chết cha một tát là gì ở dưới tinh là em lên nó tròn nó đủ làm tròn trên ngàn tá nước màu đỏ thì họ đó biết này quên em lên anh em tập lại uống ra coi này cái bệnh nó dâu ra nó có nói trong hàng ngày mình ăn uống mình nên ăn ớt mở cái cổng này ra khi đi quê là tối thì lúc lúc không phải nhanh nghe té gì nằm với ăn cái này không phải thầy nó té lọt mà tại chính nó sẽ làm cái chỗ nào mà nó bị xưng ra đi đi qua cái chỗ nào mà sang luôn cái chỗ nào mà ăn cái thuốc đó gây ra những viêm cái lúc viêm mạng á viêm mạng bị quá đó, thì nhờ thứ là tiết môn sẽ đề viêm ra siêu rồi đó viêm ra siêu thì mình đề viêm ra siêu người ta chỉ cần tin mà tế bào chúng nên làm phù hợp để của mình đó. Nhà đi nói là em suy nghĩ thêm, còn em đang được thâu đến sao giờ mà ráng nghe thì tôi cũng hỏi là gặp được anh em chứ là gặp được tầm nhiệm nhưng mà em cái là cái gì biết là để mình có chết quan thì nó cũng nặng ra sau thì khi mà ở tuổi già nha thành là nói chuyện đó thêm cái gì nữa nói về chuyện này sẵn nó chơi trên Zalo một bệnh nhân tới mình mà ăn đúng cái gì á cải chua với cải hết gia đình ăn được sao mà trong khách thì là tới nhà ăn ói ra ăn xong rồi phải sao ói ra cái gì cải nếu khách là bị đi á mà đi mà đi cá cá đúng rồi cái đó luôn cái con đi rồi cái đó luôn còn tao nghĩ đây là hại rồi hai cái cải ra rồi tay đi cái là mình đến xa xa đó đó bác bác sợ ăn đúng đó đó cho đúng một cái gan gan xin mấy cái đi lâu đeo đấy trời trẻ cho nó cùng chặt ra luôn thì bao nhiêu cái chiếc cái này là cái mà nó xử lý nha cho ra nó đọc chứ mình cho ra còn mình chặn lại đó thì những đau rồi cái ông bắn tay hay quá uống một cái hết đậu luôn hết đậu luôn nhưng mà cái bụng đây à sai thì phải tự cho thấy rằng mình bảo sản mình có biết thì đi qua chứ phải nói có lượng quá đi lượng quá mình sản biết tận lẽ hơn hay mình không biết đó là anh biết hơn nên nên xem anh ra làm học là phải suy nghĩ thêm nhé à một nhân này tức là ăn bốc xương đó nhưng mà bốc cái này sao khi mà đau khổ rồi tới chỗ đắp thì đắp xương ra rồi nhưng mà chỉ có lý do gì mà có bốn ký bất thường trong cơ thể là máu tê là bốn ký bất thường trong cơ thể là nghe cái gì những loại này nếu mà chưa thấy nói được hay là chưa lan xuống hết chưa bị hết thì ta đi mổ cạnh mổ rồi nha chỉ dẫn ta về có cái anh em thì đó chứ được dẫn nha chỉ như thế anh em thấy đẹp tổ ta ra ta cứ mặc thôi nha ra khi sau tay tắt sống thì cái gì phải là sống tắt khi nào ra mũ thối mới đúng nói ta đi dù cái ổ ra còn mũ ra mà thối đó là lấy len men bên ngoài là chết rồi bao nhiêu sao mình chết là do mặt không kịp thì không có nên chú nha rồi chụp CT scan vào cái sụn ở cổ nghe thấy đầy bao quanh
khí quản trên thực quản này em. Tương tự là chúng mình thất bệnh đây cũng thất bệnh nhớ nha, nói đi trở lại để mình coi cô cùng nghe luôn. Mũ thì viêm tấy, viêm mũ viêm tấy là đa quản, còn viêm mũ là áp xe. Áp xe là mũ có cổ bao, cổ bao tự tạo ra và cổ bao của các cơ quan lân cận nhớ nha, chứ mình hiểu về sự tiến ngoại khoa hiểu đó sự tiến rồi nha. Đó bây giờ nói những ca đặc biệt ở giai đoạn nha, cũng theo mẹ ở Thượng Hải Cà Mau á 46 phụ nữ nhẹ mà cũng coi như cũng như lắm trong cái việc ăn các đa phòng, các đa phòng của những hồ trong cái xác của trong kia đó nên mình nghe cái hồ sao có lòng từ tay đạn đi ra xuống cái đó trong một nước lũ á thì cái hồ dưới mà nhờ nước này đó con cá mà có bầu ở giữa đó nó sẽ đem cái nước này này á hồ cá nữa mà xong khi mà nước cạn nước dừng xuống ở đây thì hồ này đã chảy ra giống như là cái cảnh quý mật của người đó cũng là cái nước mà cả khi chúng ta có đồ mở nó bốc ra thì cái biểu hồ không sáng nói gì như vậy đó mà nói như thế cho mình hiểu rằng là cái thực phẩm phải thử để khai thác lại một xíu đừng nghe các đa phò rồi hốc xương rồi xuống đi lấy ba cái này sao lấy rồi mình nhớ là nha thực quản nó có ba phần nào cái đầu nhất đó là gây cái trùng vô trong đường đó là tô xít chim nén tấn quan chủ gây chủ những chủ ở phía sau chủ mới là cái thực quản này và phía sau cùng là cái khi vô trong cái phần trên như vậy á lên về và ra phía ngoài của bạn là ba cơ thể thì như này là cái đó một xương lấy ra rồi xong quả dưới nó bị xì lên xì tôi bị rối loạn cái chuyện anh em nhớ là sao chúng mặt quá chứ những mặt mọi những mặt cái dưới nãy bị lên hình thơ thì rối loạn trời khác sinh ra sinh ra đúng rồi rối loạn thì mình mặt bé nét mà đúng rồi mình ba lên chuyển lên ra chờ đẩy đi đọc cái ông tám rồi đúng rồi rối loạn thì mình cho nó nhập vào đến qua vào điện đường nó bằng 9B3 của cái hàng sau cái gì sáng nó sẽ ra khác tăng đó cho nên nó thanh mở ra mở một trong một túi một quần máu đen máu đỏ luôn cái đó phải mất máu chứ không phải là tiền đình tiền nhùi đó đi cái mới mở một cái nhớ cũng nhớ cũng lấy nha mở lên lên cái mình hỏi nhưng bị học xương cá ra còn cả chút thấy cái đây nó muốn mẹ bắt đầu cái dịch đây cái dịch giờ này nè tôi vô trong cái dịch nó xài ra kêu nghe anh lớn lên anh à nó bị thủng chủ ra bây giờ chuẩn bị hôm qua mình phải mổ trước ngày mổ thì lên ở đây gạch đá rồi sen là nó bao nhiêu nhận chết từ làm việc hai ngày thì mình mới biết chúng ta hai ngày thì mình thường sơ một ngày thì mình năm ngày chảy máu còn lại như này nha nói thì cho nên thấy là cái chuyện mình để nhớ là nghe bởi vì nói là tổn thương khí quản nên nói thời gian nó không nhiều bất cứ lý do gì tổn thương khí quản này thì sẽ gây rất là khí mà phổi hoặc là cung trú hoặc là còn nhiều còn thể nhưng mà nếu mà còn ra khí mà phổi kèm theo tạp khí dưới da kèm theo tạp khí đường thân thì hãy nghĩ đến tổn thương khí phế quản và cuối hết nha do phải nói là cái đường còn thôi nha bởi vì lấy con xe cá hai này mà ngoài ra cái này ở nhiều lần nha là khi mà mổ khi mà bạn này không phải mổ thường là phải đặt vào thứ quả của làm của bài ra cứ cầu bác sĩ đi về không đặt cái thứ quả nha nói như thế này nhưng mà khi mà mổ thì bạn không phải đặt ra không phải đặt chờ bạn rút ra ông đưa cái đầu thứ quả nguyên xin mới vô cùng đặt của này rồi đó là một câu cho đi vô hấp nơi trước câu không có rút lên thì không chữ nào không chữ nào nha không chữ nào nhớ là không sụn vô sụn và
không chỉ PDF sẵn sàng cho các cái gì là ngày ngày nay sử dụng ra chứ không phải không mà cái là không vòng sự qua vòng sự xe không phải đâu vòng sự không sợ mà đều đã sao thì hẹp chết à hẹp chứ các bạn hẹp chứ các bạn hẹp các bạn chết à nha nói vậy để ôn lại một chút bài bằng nha câu này đây còn đây ở phía sau cái màn của trước nha cái màn của trước mình tới khi kéo được lên đó xiết cái màn cái này xiết lại được rồi anh kia chút sợ này chút sợ này nha để đây luôn cái phần một thứ bài nha còn cái sự đó tức là ở đây khi mình nói bằng ngắn á bỏ ở đây không phải tạo được trung bình ngắn á dài quá thì kéo được còn cái đường ra thì chết á và là sao là phải có plastic phải có bằng những cái gọi là kiến khoảng nhân tạo người ta ra thì nó sẽ ngày nay ta thấy làm cũng chưa hiệu quả rồi phải các bạn cũng nha nha cứ lên hố mình hố đã vào hố đã ra nè nó suy nghĩ tôi còn không tức là có từ ngừng buồn bấm tỉ lên đổ vào đây đổ ra đây có từ buồn ngừng buồn cái ý nghĩa đó nha để biết là có những cái gì có nghĩa là có thông tin hay là bất thông tin nha đừng bị lỗ vào đừng bị lỗ ra đừng bị lỗ ra nó có thấy cái lỗ vào nó không ra đi để hiểu được đó thì nó có hai cái hội chứng nha hội chứng thứ nhất là hội chứng kẻ kim cấp nha hội chứng thứ hai là hội chứng quý nói là mình dùng ra đắm chặt cho vững tin thì báo thì nó chảy ra tâm đi ép đè đẹp lập thất thì nó gây ra được gì thế nhưng ha mình gạt hở tiếng sợ tính cổ thầu giống như là suy tim phải mình nghe nghe chứ là cái bạn bắt đầu nó sẽ làm được tính cổ thầu dấu là mình cái tiếng tim nghe xa xăm và cái bé xảy ra thì có 8% người và nãy này là anh biết nói như thế lịch sử cũng qua không đâu qua đâu nha cứ thường xuyên tìm nha cái hội chứng suy cấp cái bộ phận thủng tim nhưng mà nó chảy máu cho bụng tâm thủng tim mà chảy máu cho bụng trùng hết chết cao quá làm cho người ta không có hội chứng nhẹ suy cấp nghĩa là làm cho người lúc cũng bỏ sót làm cho người nhà cũng bị đi có thể cũng còn cao phải sơ sơ như biết thôi chứ không phải là phải sâu nha muốn em cũng tìm thêm ra đây là phải đọc nha đây là cái tràn máu mà người tim khi mở ra nha thành ra rồi đối với tràn máu người tim mà gây ra nhẹ thấp á là phải giải phóng ra giải phóng cái mặt của nát ra nha chứ không thì sẽ vật vã nha vật vã này là do thiếu máu cộng với đường máu nha mất từ 60-100 tức là dưới 100 nha thì bệnh nhân bệnh nhân của nội sắp tiến tái rồi nếu mà muốn được nha đây là trò cốt nha chỗ nghiêng về mặt phẳng là phẳng trang à phẳng trang là phẳng trang đứng nghiêng về mặt phẳng ngang một góc 45 độ nha tương tự để tìm trò vô trong cái mạng của khi mạng và khi hay là qua màn bài tim rút nó ra chỉ cần rút ra được chỉ cần rút được 15cc là nguyên thân thiện rút ra đúng 50cc thì mạch huyết áp tăng lên rất ngon lành nếu mà rút ra 100cc thì nên càng ngã tôi chỉ cần tăng chút từ trong cái vùng tim này gây ra một cái khẩu tiết lo cả cái áo tức là tiêm thấp như bao mặt như là cũng như thế và nếu mà mình ngã ngã ở đây hồi sức liền của cái tình trạng hồi tiêm thấp để đó là cung đường tiêm thấp chết lại cung thấp chết lại nha còn đi đưa cái cung đầu là tiêm nhiễm nha không nói về cái đấy là cái này có cái giá trị của nó cái nguy hiểm của nó à thì tốt thì tiêm nó chủ nghe giá sinh hoạt xảy ra ở tại tỉnh đi quê nè mà mình chủ yếu cái là ở đây khi mở được ra thì phải cho hạ huyết đi quê này là cái thuốc gây mê và nitroxia tức
tức là giác suốt ngồi ngày không thể mất não lên. Nó xung quanh 8-9 ngàn sáu này gửi điện là tiếng báo não, thời gian mất não, như sẽ là tình trạng tiếng báo não sẽ đi tay biến nhanh cho hạ xuống để không tạm thời xong tăng stress lên, tăng stress lên không được kiểm soát lại, chứ không thì nó cũng tất cả là nhanh có điểm. Hồi xưa ấy ở nước ngoài sẽ có rắn hay gặp tâm thất là mở tim và tâm thất nhanh đó, nên nhớ mọi người nghe này là cái kỷ niệm khi mình nhận được tâm thất tức là kẻ tư cách khoan đánh thức mê mà giờ anh thở ra nhảy không nhảy không được máu mà chè đi cho anh chè hết thì là anh cũng bay vô không sao còn anh cũng bay vô là giả thì sẽ không tin anh dĩ nhiên không có cái nào đẹp tùy những cách thức của cá nhân của cá nhân mình nhận nha là nói từ cái này là có những tạo ví dụ của nó nha. Mình xuống điện gọi là xuống bàn tay á, chứ không phải là sao bây giờ nào hiểu về vật lý xuống bàn tay mình nhớ này cái đạn đi tim mình nhớ này đạn đi tim mình đầy rất là nhanh thì gần còn một góc nghĩa là nó tạo một điện tim á khét thì cho nó tổ đẹp cháy cháy là đẩy cái đầu đạn đẩy bao đây rồi thì thấy cái súng này nè ha, cái súng này là bulo nó quay phát cắt 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 nghe tại đây đã không có phổ biến là ngày xưa thì nó nói vui chơi đâu nhưng mà nó đi một đường thẳng nghe ngày nay e là ta sẽ 16 tuổi rồi là ai cao 47 của quốc gia chế ngọ là bắn một phát nghe cái đường tương tiến là đây nè tức là cầu lạc trong cái bàn sụn tuyến là tài khoản tốt gian ra bị phí thành ra cái điểm mô chỉ mà cạo lên là chúng ta cái bằng chắc như là sự tàn phá như là tỏa là một cái sự tàn phá trong cái đầu tiên phải gia tăng nghĩa là bàn sụn của mình 10 năm có 11 trường hợp thích thiên tản bắn những ngày có dân không cái dân nghèo là đi cứu dịch của đường á thấy một đội cho luôn trời bắn xuống tiền chưa ra nào xong nó là đầu tiên kiểu cái cổ để chưa có thành hình quả có thể bị tim nó mới mở nhưng mà chuyên để mổ những cái tim mở sinh còn giờ này không mất đi mở nữa đó là cái gì thế này là cái gì cái gì cái nào nhé nói tổng sinh của bạn nhớ nhé đúng là đúng cái chế xe cái năng lượng hoặc té cao hoặc xe lửa tiếp tục và ba điều chế đúng này tại vì có những cái phong tiến sĩ không như báo cáo đó chồng đánh vợ và mở quà nào kia chưa có sách nó nói có sách nó nói có chứ không được xử đấy cũng gửi tặng xa mai có tôi bạn cũng nghe tiếng tiếng không nghe như là cái giấy này là cái giấy xảy ra cho mình nhưng trên cái quan nghe nếu mà mở một trong một hai ngày thì nên mở bụng thì nên mở được mở mà biết được khảo sát được cái mở mà nên cái CT scan hay là X quang thấy rằng có hiện bài mở bằng là nên mở ngực đừng mở bụng vì sao nữa thì nên mở ngực nên mở bụng đi về cái cục kiện đây là cứ từ đàn anh còn câu là anh em rất ba đôi quăng hồi xưa mình xưa hay có cái bàn thể hơn thì vui cái đàn anh xuống mắt anh em chạy đàn ngày nay này cắm à để chơi thì chết gần như người nhà nghèo chỉ có đây cô bé nhà nghèo một chú nha nhà lá đây đây là cô đại này thì nó cô thật cái ông này ở cái tàu ở lá nghèo tấu cái là sức nước mình thì nhựa đổ nước sinh hoạt đợi ba chiếc một tập lên chiếu ra tải nằm đạp mắt mới vô xe cái đèn ba chiếc không chịu mua không chịu bán ra một tháng vợ được gặp lại đúng chiếc cái nhà chở lên từ đây bây giờ đấy thấy là cũng nặng cái tờ pin nó tắt nè tờ pin pin xong cũng về đèn tờ pin pin xong cái mình chụp lên tiếp này để hoàn đẹp vì mấy bỏ cả ra
nó rất là mở rộng ra, thâu xuống. Anh nghèo cũng đáng tình, và anh thấy mình sẽ bỏ ra cái nó. Ai là một câu quà này, thâu xuống, dễ dễ. Dễ dễ, mở ra, dễ dễ mở ra, mở ra. Nói như thế này, cái là nó có ý nghĩa mà. Và tương tự như vậy, xe cái mà có cái này là cái miếng sao, cái này là cái thống lượng dài dài. Đây là có người gì nó tin được ra nghĩ nhỉ cái gì thì còn sau đây nha, nó là thơ của bạn cái này đúng cái rừng đúng cái học à cũng học được cái rừng nhưng mà người ta mấy ông già 34 tuổi 34 tuổi thì đốt nhớ đốt mình dê nhé mà cắt mà tới cái nhát sau cùng là tức là bắt nó biết rồi nó phải nhảy à nhảy thì chạy nhảy ngang cho nên nó không biết đứng thì đi mở cắt cầm ra lên rồi chạy như thế này rồi cái hình ra đấy cũng non này cũng là một tương lai nên theo hay hồi xưa có một tương soi đúng là một tương kéo xuống không có cái chân cơ bản nên có làm thì bây giờ làm hồi xưa là có một ra kéo nó xuống thì có một tương hai thì nó tương non thôi bể mà không nhưng cũng sẽ có sáng chưa ăn nên cái là một công việc nhưng chưa ăn thì có lậu chưa do đi pha rồi bây giờ ăn sớm mà ăn thôi rồi thì nó đi cũng mặn ăn luôn á có cái này rất là hay yên quá tức là em này là một học sinh lớp 12 mà đi xe chạy xe đạp chạy chạy xích lô thì bị bổ nhau chọc vào mình đấy đi thành bóng bổ nghĩa là cái thằng đi đua đi qua rồi mày mà 9 tháng sau tôi đi thăm ruộng tắt một thắp mình không biết do gì được chưa chứ có ngồi có thường này có bao giờ tắt ruộng mà lên trên là được một tháng không chứ hỏi họ đó cũng là cũng đang nghi ngờ đó cho chụp cái hình cô một cái căn bài của cô cái gọi là lao gọi là lao hàng của bà đít tê lao hàng là chúng tháo này mình chưa ở phương tháp thôi bà đít có thể cái này nhớ nhé anh cũng như của mình nhớ anh dính nhớ mở được ra sau sẽ nó uống nửa tiếng xong thì mình được nhưng mà trước cái điểm ấy là qua lại luôn đúng không nó không quá không nó còn quá xong tắt rồi chết từ rồi rõ rồi nhớ nghe mọi bạn quá mấy người cứu biết nha chạy xuống tô có cái khác là gì và cái này ốc môn cô bé này là 40 tuổi leo cao té từ lúc té cho tới 6 tháng sau cứ ngủ lần cái bố cũng ngồi ngủ cái bố cái đi thương ở à, bộ đẩy thì sau khi chúng ta xoay được cái đó này cái bố này vậy thì bố này là cái gì bố này là cái gì à đây là cái phản đó thì nó đã nha thì giá là gì chuyện này nha cho đi cũng ấy cho làm nguyên rán làm nguyên rán thì bây giờ bà đi tên này là đỡ ơi có làm không họ đỡ đến đó đủ mà đỡ như vậy nhưng khi mà nó chưa hiểu sao nảy từ cái xoa cái chả đẩy mà ở chỗ là sao vậy cái thuốc là thuốc nước rồi thôi tim rồi chích adrenaline thì một tiếng một sao nhưng cái tim là phải muốn nói thì nên là cái rối loạn là do cả của cái mà nó lớn này lắc nó sẽ bị ra nghe thì ta đã chết cũng phải chết và trong một tình huống đó cũng phải ra nha rồi cái này cũng là chuyện vui các bạn nghe cũng như là ông này là tự hiện cũng nhanh đây lê lê bình thường thì cái gan bên đây hồi xưa nó đâu có chụp CT chứ là ta mấy ông thầy giờ thấy cái nó buông vị dưới mỏi vai nghe trở lại thở ra tao muốn nghe khô gì đâu cứ nghe mà đẩy mình đẩy xuống đẩy xuống tôi mai là tại vì những bạn của anh khi mà bị vậy xa thì cái đó là không có gì giờ là người ta dễ tập hoặc cụ này ở lâu leo lên cây uống sữa mà hái sữa trên của mày mà té được lên xuống mày giờ lên cái đẩy á không chấp hành đẩy nó ngặt cái gì không tiếng tốt ban ngày thì không có được hai viên thang hai ba nên chúng tôi được đi thang và người đó cũng có tiêm chủng tiêm không được có
sai cái cái lời là nhà siêu không được để có ai cũng giờ để nhân lên sản xuất bệnh viện ở đầu ai cũng phải đấy chứ đứng ai phải đấy thì tao mới được tốt ra thấy này mà lúc đó cái này không phải như mình được ai cũng phải ở đó phải trước chuyện mà trời ơi cái anh mà mình sáng ra nha anh công an anh cũng công an là ở có năng lực nghe chuyện công an này anh giỏi anh phải là thành tích anh thì anh bây giờ còn làm bác sĩ chứng minh nhân dân để giữ sống thì nó là phải anh em sáng này là việc kiếm mỗi mẫu nha xã anh luôn em cái sói anh không thể làm anh nghĩ là không được 6 giờ sáng em chiều xuống đi báo cáo các bạn thành thẻ nha thảm nhà uống rồi cũng bị nói là sẽ cho mình người nói anh không ăn chết rồi sao anh chịu không chịu nói à đó chịu biết là mình đúng chết mẹ rồi mất vô anh cậu ra cái chúng vào thì bà dày xã hội mà nếu như vậy đó ai nên được sớm tại vì người ta làm một thí nghiệm sau khi làm của mình ngán cái này anh bố mình được cái chủng là không buồn anh bố mình được cái chủng là không mang phổi nhưng mà ông mà phổi sắp xếp tiếp hơn 16 lần và tử vong hơn 13 lần tại sao tại vì anh bố mình không buồn thì xã hội không buồn thì lên tới những thủ trên gan lên đến trên gan thì một cái phương án mở ra nó đưa được lại ngoài ra lúc đó mình chưa đáp thì thẳng thành sản và khi mà chúng ta cao thì không có ảnh hưởng gì đến lợi cả là bạn được cái đẹp ý nghĩa đó ngày sau đi ngày sau mấy ngày nó thấy là làm cái gì cái chế sử dụng không hiểu cái giấy này nó để tránh tối đa và nói về chuyện hội chứng tím mặt nghe chứng tím mặt cái chủ đồ được cả nghe về cái gì tim hoàn cái thở mà hai cái lỗ thì trên chúng ta đang đang lỗ đấy đó trên đang lỗ đấy nhưng cái tim hoàn hay lắm à tàu cái gì đi mũi đi ra ngắn của miền Nam gỡ cái vỏ cây nó còn nửa dầu lúc trái cái một cái còn đà luôn nghe à thì là mà người ta quen luôn ở trên cứ lan cái này cứ đỡ thành ra khi lan xuống đổ gì đổ lan xuống gì thành ra chỗ này chỗ hay mà chỗ thì sao ta được không chữa cơ chắc ăn khi mình đổ lan đằng xuống đây là cũng cứ đổ tại vì là nhiều rồi cứ đổ rồi nhưng mà lần này á là cũng có cái kiểu là gọi là trước là cái lối còn phía sau là cái gỗ ở cái ngang trên thì nén lại chỉ vậy thôi tức là cô thì con mà cũng hơn mà hơi mệt chứ là còn út trong miệng mẹ trong hàng này kia cái đó là cái gì nhưng mà làm tiếng đó nhớ nghe của phát cũng là cái trẻ em mà cũng trên nhưng mà tờ kia là đây là cái trẻ em là cũng trên nhưng mà gây ra tắc tất cả không tĩnh mạch toàn cổ nhớ nha mình lấy cho người ta từ cái chân lên để nó tĩnh mạch có ba cổ chim á cây này là thứ này là cái chim còn có người ta là mình đi đứng thẳng mà thành ra vùng toàn cổ lần qua toàn có ba ngoại trừ đâu đâu tức là nơi mà cảnh tức là cảnh nơi mình cảnh chung rồi có thể có cái bài nhưng mà đã sẽ không có vì lẽ đó cho nên người ta cứ cách tập cứ hai chân tại đi ra ngoài chịu đựng tiếp ngồi mà người bài là người ta có người thắng anh còn không là người ta sẽ phụ còn người ta cũng đúng là vậy đó là một cái chèn mình sẽ cắt cái đơn giản tất cả những thứ mà chung trên mấy cùng họ họ nghe thì tí mặt xung huyết chứ xung huyết kết mạng mắt nha và cái này là như thế là xung huyết mạng mắt thứ hai là xung huyết cái mũi nha cái ba là cái mặt thường này tự nhiên nó bổ phát mà nhưng mà xảy ra thì theo cái bộ học pháp này theo bộ mặt này hết một tuần một ngày
nhưng mà cái tiếng mặt á, cái hồi tiếng mặt á là sau 3 tháng thầy cũng có cái hồng cầu ra đây, cái dòng cầu nó phở 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 nó đọc cái da nghe rồi ta ra rồi ra đúng tiếng rửa hồng nha, cái người mình rửa hồng cao chỉ cần xử lý bắt đầu đúng nha, có thể bắt đầu là sao sẽ phải cho tốt tham gì hoàn tài ngày nay giờ cũng được coi được cho cái bộ tương đối nhẹ nhàng, tổn thương chứ các bạn không thấy đến nó nặng nhớ là nha, với lại không được là nặng tại vì nó máu lớn nha, trong 100 ca cố định bằng một lần thì nó có một tỷ lệ rất thấp mà chết cả cái nào ta có đó chết đáng là ngày xưa thì những cái vùng phổi cái vùng phổi khi mà nó làm máu thì có cái đại luôn trường hợp ngày nay cái gì nghi ngờ mình đưa sang ra lúc này là sức khỏe tốt giỏi thành xin lỗi